Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình Phố Bolsa TV, chúng tôi đang có mặt tại đại hội gặp gỡ giữa doanh nhân trong nước và doanh nhân ngoài nước lần thứ hai. Và ngay trong giờ giải lao, chúng tôi xin được một vài câu hỏi với ông Nguyễn Thanh Sơn, là chủ nhiệm về Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài, cũng như là trưởng ban tổ chức lần này. Kính chào ông Nguyễn Thanh Sơn ạ. Xin chào anh Hoàng Linh. Ông Nguyễn Thanh Sơn có thể cho biết cái ý nghĩa của cuộc gặp gỡ như thế này ạ? Đây là cuộc gặp gỡ lần thứ hai giữa doanh nhân người Việt Nam nước ngoài với doanh nhân trong nước. Và đặc biệt lần này chúng tôi đánh giá rất cao cái tinh thần trách nhiệm cũng như là cái sự mong muốn cùng với nhau hợp tác, kết nối để có một cái sức mạnh giữa doanh nhân người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài. Cho nên là Phố Bolsa TV có thể thấy là số lượng đại biểu lần này về rất đông. Chúng tôi có trên 200 đại biểu tiêu biểu cho các doanh nhân người Việt Nam và nước ngoài trở về lần này tham dự cái cuộc gặp gỡ hôm nay. Lần này là lần thứ hai, lần thứ nhất kết quả cụ thể của lần thứ nhất là những gì ông có thể lượt qua? Lần thứ nhất chúng tôi tổ chức ở Hà Nội cách đây 2 năm thì cũng với cái số lượng cũng rất là đông, nhưng mà chưa thể như lần này. Và hôm nay ấy, cái cuộc gặp gỡ lần này là chính là để đánh giá lại cái kết quả gặp gỡ lần thứ nhất. Và chúng tôi đánh giá là trong 2 năm qua thì cái cầu nối giữa doanh nhân trong nước với lại doanh nhân người Việt Nam nước ngoài để củng cố và phát triển cái thị trường trong nước và đưa đầu tư của người Việt Nam ở nước ngoài về trong nước đã đạt được những kết quả rất đáng kể. Ban tổ chức trông đợi cái kết quả gì cho cái lần thứ hai này? Như thế nào ông cho rằng là một cái cuộc đại hội có thành công thưa ông? Tôi nghĩ rằng là trong bối cảnh kinh tế thế giới đang có rất nhiều khó khăn, khủng hoảng tràn lan ở khắp nơi, cái việc mà liên kết giữa doanh nhân người Việt Nam nước ngoài với doanh nhân trong nước để tạo một cái môi trường hợp tác và tạo cái cầu nối rất quan trọng để chúng ta có thể thông qua các doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài ở các châu lục khác nhau, chúng ta có thể đưa hàng hóa Việt Nam, những hàng hóa chất lượng cao mà hiện nay chúng ta được bạn bè quốc tế đánh giá rất là tốt, thì thông qua các doanh nghiệp người Việt Nam nước ngoài thì các doanh nhân trong nước, những doanh nhân trực tiếp sản xuất hoặc là gián tiếp góp phần là sản phẩm đã sản xuất, tạo ra một cái chất lượng có thể nói là có sức cạnh tranh rất lớn trên trường quốc tế. Thì cái cầu nối giữa doanh nhân người Việt Nam nước ngoài với trong nước nó đặc biệt quan trọng ở chỗ là chúng ta có thể thông qua cái mạng lưới đại lý dịch vụ của doanh nhân người Việt Nam nước ngoài để triển khai giới thiệu với bạn bè quốc tế nhiều hơn nữa các sản phẩm chất lượng của Việt Nam, mà có thể thông qua các kim ngạch chính thức chúng ta đôi khi rất khó, nhưng thông qua tiểu ngạch hoặc thông qua cái mạng lưới các doanh nghiệp người Việt Nam nước ngoài hỗ trợ thì doanh nhân người Việt Nam ở trong nước có thể có những cái mặt hàng tốt giới thiệu với bạn bè quốc tế, và ngược lại chúng ta có thể thông qua doanh nhân người Việt Nam nước ngoài đưa các dự án đầu tư có ích, đưa các dự án đầu tư có khả năng và có năng lực cạnh tranh trong nước để chúng ta mở rộng thị trường sản xuất trong nước và tiếp cận thị trường quốc tế với cái khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước ngày càng một nâng cao. Bởi vì chúng ta sắp tới sẽ trở thành thành viên đầy đủ của Tổ chức Thương mại Thế giới, chúng ta phải có sân chơi rộng, chúng ta phải có sự hiểu biết nhiều hơn về luật pháp quốc tế và hội nhập quốc tế. Cho nên cái sự giao lưu, kết nối và hỗ trợ giữa doanh nhân trong nước và ngoài nước nó tạo một cái bầu không khí phối hợp và hợp tác rất lành mạnh và hai bên bổ trợ cho nhau. Trong vai trò của người chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam nước ngoài, ông tiếp xúc rất nhiều với doanh nhân ngoài nước. Ông có thể chia sẻ những cái điều mà người ta thường chia sẻ với ông về những khó khăn khi các doanh nhân Việt kiều đầu tư vào trong nước thưa ông? Tôi cho là cái việc mà đầu tư về trong nước thì doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài rất tâm huyết. Bởi vì dù sao chăng nữa Việt Nam vẫn là cội nguồn, Việt Nam vẫn là đất nước mà người ta mong muốn phát triển và phồn thịnh. Cái khó của chúng ta hiện nay làm sao chúng ta giải quyết các cơ chế chính sách để cái đầu tư về trong nước của doanh nhân người Việt Nam nước ngoài nó đảm bảo không những đem lại lợi ích cho đất nước mà đem lại lợi ích cho cả doanh nhân đầu tư, doanh nghiệp đầu tư về trong nước. Cho nên tôi cho là cái thời gian tới đây cũng như ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải hôm nay phát biểu tại diễn đàn này ấy, thì chúng ta phải tìm ra các giải pháp tháo gỡ các cơ chế để làm sao thông thoáng hơn, làm sao có nhiều chính sách ưu đãi hơn để thu hút được cái nguồn lực của kiều bào chúng ta bên ngoài đưa về cho đất nước. Tôi cho rằng là cái đây là hướng đi đúng nhất. Ông có một cái lời nhắn nào đối với lại những doanh nhân Việt kiều từ Đông Âu sang các nước tư bản, những người đã từng đầu tư vào Việt Nam cũng như những người đã sắp sửa có ý định đầu tư về Việt Nam trong vai trò của một vị chủ nhiệm Ủy ban Việt Nam nước ngoài? Tôi cho là rất nhiều các dự án của kiều bào ta nước ngoài đã đầu tư về trong nước thành công. Như quý vị đã nghe hôm nay tại phát biểu của các tổ chức và các doanh nghiệp thì hiện nay có khoảng độ 3.600 doanh nghiệp người Việt Nam nước ngoài đầu tư về trong nước với số vốn trên 8 tỷ đô la. Thì tôi nghĩ rằng là cái sân chơi nó rất rộng, kể cả bên ngoài đến bên trong. Chúng ta đang hội nhập rất sâu rộng với lại quốc tế, với thế giới, thì chúng ta phải hiểu luật chơi quốc tế. Chúng ta hội nhập thì chúng ta cùng phải với các bạn quốc tế chứ không riêng gì người Việt Nam ở nước ngoài. Nhưng tôi cho rằng là doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài ở các quốc gia, các châu lục họ đang sinh sống thì họ hiểu và họ nắm tốt hơn trong nước các cái luật chơi quốc tế, cho nên họ có thể tư vấn giúp cho các doanh nhân trong nước hiểu hơn về luật pháp quốc tế, công ước quốc tế cũng như các cái luật hoặc là các cái hình thức cạnh tranh. Nhưng mà muốn nói ở đây ấy, là cái khó khăn chung nó ảnh hưởng đến chúng ta, nhưng mà cái cách thức để chúng ta vượt qua nó thì chúng ta lại có một cái đường đi rất là tốt, đó là cái sự đầu tư của doanh nhân người Việt Nam nước ngoài kiều bào chúng ta về trong nước trong những năm qua có thể nói là rất đều. Và bà con cô bác chúng ta đã chuyển một lượng vốn về trong nước tôi cho là không phải ít, và cái này nó bù đắp cho cái kia. Trong khi chúng ta cần phải thêm vốn, chúng ta cần phải đầu tư để mà chúng ta có cái nguồn vốn ODA hoặc FDI, mà bản thân các quốc gia đầu tư cho chúng ta trong lĩnh vực này hiện nay họ cũng gặp khó khăn, thì rõ ràng là cái số lượng giảm sút, mà giảm sút thì chúng ta lại có một cái nguồn bổ trợ từ kiều bào chúng ta bên ngoài. Như quý vị các bạn thấy là trên 8 tỷ đó không ạ, đô la đầu tư vào trong nước một năm, với khoảng độ 10 tỷ rưỡi kiều hối và độ khoảng vài ba tỷ đô la chuyển về trong nước không chính thức, thì tôi cho là cái nguồn vốn đầu tư từ bên ngoài về bên trong của kiều bào khoảng độ 20 tỷ đô la một năm, đó là rất đáng kể, đó là rất quan trọng, có thể nói rằng là còn hơn cả cái nguồn vốn FDI mà chúng ta vẫn đang mong đợi ở nước ngoài. Xin hỏi ông thêm một câu nữa, tức là nhờ với cái chính sách ưu đãi của Việt Nam hiện nay thì kiều bào cũng đã hưởng một số cái chính sách ưu đãi rồi. Tuy nhiên với cái bài phát biểu của ông bác Tiêu Như Phương hôm nãy thì có thể thấy là một số chính sách của Việt Nam vẫn còn nhiều bất cập. Vì vậy trong cái thời gian tới thì Ủy ban Người Việt có những cái chính sách cụ thể hơn để hỗ trợ cho kiều bào Việt Nam như thế nào? Đó là cái mà chính Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam nước ngoài chúng tôi hiện nay đang rất muốn giải quyết. Chúng tôi đứng về phía kiều bào, chúng tôi có trách nhiệm nghe và kiến nghị với chính phủ những cái ý kiến hợp lý của kiều bào để làm sao cái nguồn vốn của kiều bào, cái mong muốn của kiều bào đầu tư vào trong nước nó phải đạt được hiệu quả tối đa, tức là gì, tức là lợi ích cho dân tộc và lợi ích cho doanh nghiệp. Đồng thời chúng tôi cũng xin muốn kiến nghị với lại Đảng và chính phủ là cần phải có một cái tư duy nó bao trùm theo đúng tinh thần nghị quyết 36 của Bộ Chính trị đã nêu, tức là cả hệ thống chính trị chúng ta phải nhìn cái sự đóng góp của kiều bào với một cái tư duy mới, cái tư duy cởi mở, và đây là nguồn lực rất quan trọng. Chúng ta đã xác định là nguồn lực rất quan trọng thì chúng ta phải trân trọng nó, khai thác nó và tạo điều kiện thuận lợi tối đa để nó phát triển trong cái bối cảnh mà chúng ta đang rất cần vốn hiện nay để xây dựng đất nước. Dạ, xin cảm ơn ông ạ. Thế nhá, xin cảm ơn.